Khi tận thế zombie ập đến, tôi là người duy nhất không bị zombie tấn công. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi và các bạn đang bị mắc kẹt trong lớp học. Để tránh zombie phát hiện, bọn tôi đã chặn hết mọi lối ra vào. Dù đã đói mốc mồm hai ngày nay, nhưng không ai dám ra ngoài kiếm đồ ăn. Tôi sợ hãi, thậm chí không dám nhìn ra ngoài. Tôi thu mình trong góc lớp. Người tôi run rẩy và hết mồ hôi. Tôi đang bị sốt rất cao. Sức khỏe của tôi bẩm sinh đã yếu. Lần này phải chạy trốn zombie, lại còn không được ăn uống gì. Tôi cảm giác sắp mùn cụ tỏi. Nhưng cả lớp mèo ai quan tâm tôi cả. Bọn nó đều coi tôi là thằng đầu bùi rẻ rách. Mình vẫn còn hớp nước ở đây. Ai khát quá thì mình nhường cho nè. Bạn gái đang mời nước tên là chị đợi. Cô ấy là người rất tốt bụng, lại còn là fan của Dung Cúc. Người như cổ xứng đáng có được tôi. Nhìn tôi giật dẹo nên bị lũ khốn trêu giống Trần Đức Bo mèo méo meo. Chỉ có chị đợi cảm thông và đồng cảm với tôi. Đưa tao miếng nước cho đỡ khát nào. Đừng quên là nhờ tao chỉ đạo thì bọn mày mới sống sót tới giờ. Thằng lần mất dạy này tên Minh Béo là lớp trưởng. Nhiều đứa khát lọt cổ họng, nhưng thấy thằng Béo đến tranh thì đành bó tay. Tôi lấy hết can đảm lên tiếng. Có thể nhường nước cho mình không? Mình bị sốt rất cao, cần ít nước để uống thuốc. Mình hứa là mình uống một ngụm thôi. Không có nước bây giờ chắc mình chết mất. Lũ khốn nạn thấy vậy thì cười như bố đẻ em bé. Thấy chi đợi mang nước cho tôi, thằng Béo vội giành lấy rồi đớp hết. Sau đó nó còn bảo tôi là không cần uống thuốc đâu, mày lấy thuốc dã ra rồi hít cũng được. Đúng là đồ rẻ rách. Anh Béo nhỏ tiếng thôi, kẻo lũ zombie phát hiện. Cô nàng vừa lên tiếng là hoa khôi của lớp, trông rất lowly đáng yêu, là nữ thần trong mộng của tôi. Nhưng cô ấy chê tôi bê đê, rồi chọn Minh Béo làm người yêu. Đừng có tưởng bở, do người yêu tao sợ thu hút zombie, chứ không phải lo cho mày đâu thằng ngu. Thằng Béo khỏe vãi loàn, nhấc bổng tôi lên như con. May cho nó tôi bị bệnh tim bẩm sinh, chứ không thì tôi xanh chín với nó luôn. Tôi bất lực cầu xin, anh giai làm ơn thả em xuống, em đang đau tim quá trời. Rồi thằng chó quăng tôi xuống đất. Bọn mình cử thần đằng ra ngoài kiếm đồ ăn đi. Vì đằng nào nó cũng chớp, chúng ta hãy cho nó chớp một cách ý nghĩa nhất. Lời đề nghị của thằng Béo được lũ khốn hưởng ứng. Phải kiếm đồ ăn thôi không chết đói cả đám. Mà bây giờ lũ zombie cũng di chuyển đi chỗ khác rồi. Sẽ rất dễ dàng khi chạy đến căng tin và mang đồ ăn về. Mà người thích hợp nhất để đi là thần đằng. Bọn nó đưa mắt nhìn khiến tôi sợ vãi ra quần. Các bạn trông mong gì đứa yếu đuối như tôi? Tôi mà ra thì không còn sắc mang về nói gì đến đồ ăn. Chết tiệt, đây là mệnh lệnh, mày không có quyền từ chối. Giờ thì mày hãy ra ngoài kia và mang đồ ăn về đây. Nếu không thì tao cho mày no đòn. Tôi chạy vội ra chỗ khác, nhưng Minh Béo đã ra lệnh cho hai thằng đệ. Bọn này thường hay bắt nạt tôi, nhưng giờ chúng còn tàn nhẫn hơn. Khi không chút do dự ném thẳng tôi ra ngoài. Nếu mày tìm được đồ ăn thì mới được quay lại. Còn không thì cút ra chỗ khác mà chơi với zombie. Tôi khóc lóc, cầu xin sự giúp đỡ của cả lớp, nhưng bọn lần này đều giả điếc. Rồi thờ ơ như không có chuyện gì. Chỉ có chi đỡ là cầu xin cho tôi. Lớp trưởng à, thần đằng giật dẹo thế thì chạy sao nổi. Tao không nghe ca ve kể chuyện. Giờ thì xách đi tìm đồ ăn nhanh lên. Nếu mày không quay lại sớm thì tao sẽ cử người khác đi. Đứa tiếp theo sẽ là chi đợi. Cô ấy nghe vậy sợ quá chạy mất dép. Sau đó lũ loạn này đóng cửa lại không cho tôi vào. Bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi chỉ biết bịt miệng lại rồi cắm đầu chạy. Đột nhiên có tiếng zombie ở phía sau tôi. Với khát vọng sống để xem Dung Cúc, tôi đã bật tốc hành lên chạy về phía trước. Nhưng sắp rời khỏi thì gặp ngay bầy zombie. Trời đụ, lẽ nào thằng viết kịch bản cho tôi chết ngay tập 1? Nếu tôi có khả năng giao tiếp với zombie, thì bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Tập trước, tôi bị thằng Béo ném ra khỏi lớp để kiếm đồ ăn. Thế mẹ nào vừa bước ra cửa, tôi đã đụng độ hai con zombie. Tôi sợ đái ra quần, rồi tôi quay đít chạy ngay về phía lớp tôi. Tôi tuyệt vọng cầu cứu. Các bạn ơi, làm ơn mở cửa cho tôi với. Phía sau tôi hai con zombie đang lao đến như điên. Do tiếng kêu cứu của tôi mà rất nhiều zombie khác cũng tới. Tôi gào lòi cả họng mà không có hồi âm. Cuối cùng bọn khốn cũng kéo rèm lên. Thằng Luân Béo không cứu tôi mà còn cầu nhau nói. Đồ ăn hại có mỗi việc đi kiếm đồ ăn cũng không xong. Các bạn mở cửa sổ cứu tôi với. Zombie đuổi đến đít rồi. Thấy vậy, Minh Béo ra lệnh chặn cửa lại. Nếu có kiếp sau thì sống có ích vào thằng ngu. Ngay lúc này con zombie đã vồ tôi ngã xuống. Khát vọng sống để xem Dung Cúc giúp tôi bò về phía trước. Kéo rèm lại, tất cả im lặng. Thằng Luân Béo ra lệnh. Con Lũy Biểu cũng ngăn trì đợi ra cứu tôi. Không ai được ra cứu nó. Cả thế giới quay lưng lại với tôi. Lúc này khi bị zombie cắn xé, cũng không đau bằng việc bị bỏ rơi. Tim tôi đập nhanh rồi tôi ngất đi. Khi mở mắt ra, tôi cứ ngỡ đang gục ngã trước cửa thiên đàng. Nhưng hóa ra tôi vẫn nằm ở đây. Chẳng lẽ thằng thất bại như tôi, đến cả zombie cũng không thèm ư? Nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất khác. Cảm giác như tôi vừa uống thuốc hồi sinh. Cơ thể tôi giờ khỏe mạnh. Mọi đau ốm đều tiêu tan. Trên người tôi có rất nhiều vết cắn của zombie. Nhưng tôi chẳng thấy đau đớn gì. Hay giống người nhện. Do tôi bị zombie cắn nên biến thành zombie mân. Khi tôi tò mò liệu mình có siêu năng lực gì không,
Thì lũ zombie từ đâu bất ngờ tiến đến chỗ tôi. Có thể chúng đánh hơi được mùi con người. Tôi đang tính chuồn là thượng sách. Thế quái nào lại có thêm hai con zombie nữa lao tới? Tôi vẫn sợ vì không biết liệu tôi có còn được may mắn như lần trước không. Nhưng bất ngờ lũ zombie rời đi. Tôi vui sướng, cười lên như thằng bệnh hoạn. Sau khi bị cắn tôi không biến thành zombie mà trở nên đẹp trai, khỏe khoắn hơn. Tôi chưa bao giờ thấy tuyệt như này. Tôi đang tính về khoe với mấy đứa bạn luôn. Bỗng tôi khựng lại, lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta. Tôi quay lại giúp lũ khốn đấy làm mẹ gì nhỉ? Chính lũ chó này đã khiến tôi đau khổ. Ngoại trừ chi đới ra, đứa nào cũng đáng chết. Sau đó tôi chạy vội xuống sân trường. Để chắc ăn, tôi cho Sambi cắn lại để kiểm tra. Sau nhiều lần thử, tôi chắc chắn rằng tôi đã miễn nhiễm với Sambi. Vì ồn ào nên tôi bị phang ngay của bóng rổ vào đầu. Khi nhìn thấy lũ Sambi đi vật vờ xung quanh, còn lũ khốn ẩn nấp trong sợ hãi, tôi thật sự thấy hà hê. Vì tôi đã bị bắt nạt quá lâu, nhất là thằng Luân Minh Béo và lũ đệ khốn nạn của nó. Ngay cả giáo viên chỉ vì tôi không đi học thêm cũng đánh đập tôi. Tôi hận chúng đến tận xương tủy. Nhưng giờ tôi phải kiếm cái gì để ăn đã. Rồi tôi nhanh chóng tới căng tin trường. Xác chết nằm la liệt khắp nơi. Bọn zombie nghe thấy tiếng bước chân, khi nhìn về phía tôi rồi gầm rú lên. Tôi nghĩ rằng chúng đang chào đón tôi. Thấy vậy tôi cũng hét vào mặt chúng. Phòng xa, trường xa là của Việt Nam. Rồi chúng cũng hưởng ứng theo. Sau đó tôi la liếm hết đồ ăn ngon trong căng tin. Tôi để nhiều chai nước, bánh mì và chân gà xả tóc vào ba lô. Ăn no xong tôi lại nhớ đến nữ thần chi đợi. Nếu tôi không quay lại, kiểu gì cô ấy cũng sẽ bị lũ khốn ép đi tìm đồ ăn. Tôi chợt nảy ra kế hoạch táo bạo. Ngoại trừ chi đợi ra, tôi sẽ cho lũ lần này nếm mùi đau khổ. Nếu tận thế zombie bùng nổ, điều gì sẽ xảy ra khi tôi hoàn toàn miễn nhiễm với zombie? Tập trước, tôi đã bị lũ khốn đuổi ra khỏi lớp để kiếm đồ ăn. Bất ngờ thay, tôi có siêu năng lực miễn nhiễm với zombie. Tôi kiếm lấy cây phóng lợn đúc vào ba lô, rồi đi về phía lớp. Nếu tôi không quay lại, thì người tiếp theo bị đuổi ra ngoài sẽ là chi đợi. Đúng lúc tôi đang vội thì bỗng có tiếng gọi tôi lại. Thần đằng lại đây, ở toilet cách đó không xa. Đám người nhìn tôi với vẻ mặt thèm thuồng. Một người phụ nữ tóc xoăn tiến đến chỗ tôi. Tôi lập tức tỏ vẻ khinh bỉ. Đó là cô giáo Thảo, chủ nhiệm lớp tôi. Tôi đã cầu xin bà ấy giúp đỡ khi tôi bị bắt nạt. Nhưng mụ còn đánh tôi rồi bảo khóc lóc cái loàn. Sau này tôi mới biết gia đình Minh Béo đã tặng mụ vé VIP xem cần sất Blackpink. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Tôi hận mụ vì đã khiến ông tôi chết. Ngay nhà giáo năm đó, ông tôi đã làm nồi canh gà tần để tôi biếu cô giáo thể hiện tấm lòng thành kính. Nhưng sau khi tôi mang đến, mụ già mắng tôi vì năm 2023 rồi không ai biếu canh gà cả. Thứ mụ muốn là trà sữa tô cô nhấp nhô theo nhịp. Tôi chạy về khóc và mách ông. Ông tôi chạy đi mua trà sữa tô cô ngay trong đêm. Nhưng không may bị chiếc xe hơi tông trúng. Vì ông nội thương tôi nên luôn cúi đầu trước mụ già, mong mụ cứu tôi khỏi bị bắt nạt. Chỉ vì mụ đàn bà tham lam đội lớp nhà giáo này đã khiến tôi mất ông mãi mãi. Mày bị điếc à thằng kia? Tao gọi mày qua đây cơ mà. Mụ già hét lên. Tôi kiềm chế lửa hận thù và bước đến chỗ mụ. Bọn đói rách này thèm rõ rãi khi thấy ba lô đồ ăn của tôi. Khi tôi bước lại gần, mụ già vội vồ vào để cướp ba lô. Mong mang đồ ăn đây cho tao. Nhưng tôi mèo quan tâm lắm. Mụ già cay dày cấp độ 7, lập tức đe dọa tôi. Mày không nghe lời thì năm nay đừng hòng lên lớp. Tôi gật đầu đồng ý luôn. Mụ già thấy vậy tức ói máu, rồi tát cho tôi lệch mặt. Tao nói nhẹ mà mày không nghe à? Khi mụ tính lấy ba lô, tôi vội nộ lắm cước cho phát, khiến con mụ già bay vài mét xuống cây. Tôi cũng ngạc nhiên với sức mạnh của mình, như có một nguồn năng lượng trong tôi. Mấy khứa áo xanh cũng sốc vờ lờ, nhìn ba lô của tôi không dám ho he gì. Mụ già tỉnh dậy rồi lau hết tiết canh trên mặt. Mụ hét lên một cách ngầu lời. Nhìn cái loàn, mau bắt nó lại. Cả đám vẫn bất động. Mau bắt nó lại cho tao, không tao trở lại lớp hết bây giờ. Tận thế mà bọn này vẫn sợ ở lại lớp, rồi rón rén tiếp cận tôi. Tôi liền lấy ra cây phóng lợn đã chuẩn bị trước. Đây là ân oán giữa tao và mụ già, không liên quan bọn mi. Thấy tôi có hàng nóng, cả lũ sợ vãi ra quần không dám nhúc nhích. Sao cháu lại làm vậy với cô? Cháu có còn tôn sư trọng đạo không? Tôi cười khinh bỉ và méo quan tâm mụ già. Rồi tôi hỏi mấy khứa áo xanh có thấy đói không? Cả đám gật đầu lia lịa và nuốt nước bọt. Tôi lấy từ ba lô của mình một số chai nước, bánh mì và chân gà xả tắc. Tôi sẽ cho các bạn hết số đồ ăn này. Nhưng tôi có một số nhắc nhở. Các bạn nên nhớ rằng cô giáo Thảo là mụ già tham lam. Tôi khuyên các bạn không nên chia cho mụ ấy. Nếu không mụ sẽ cướp hết đồ ăn và các bạn chết đói. Mụ già thấy vậy lập tức dãy đành đạch lên xỉ vào tôi. Nhưng tôi phớt lờ mụ và tiếp tục nói với đám học sinh. Nếu cô giáo Thảo được ăn, dù chỉ là gặm cái xương gà, thì tôi sẽ không bao giờ cho các bạn đồ ăn nữa. Mấy khứa áo xanh đầu này số, hiểu ngay ý tôi. Đứa nào cũng hớn hở vì có đồ ăn ngon. Anh Giai đừng lo, em sẽ không cho mụ già cái gì đâu. Tôi không nhiều lời, quay đít rời đi. Ngay sau đó
bọn kia lao vào tranh đồ ăn. Cả đám mắng chửi mụ già như con. Mụ già biến đi, sống ác như mụ thì ăn cước đi. Mụ đoạt được gì rồi moi hết ra. Tôi cười hả hê, khi quay lại nhìn, vì lũ kia to mồm quá đã thu hút rất nhiều Sambi tới đó. Mấy khờ áo xanh cướp lấy đồ ăn rồi vội đóng cửa lại. Còn mụ già gõ cửa cầu cứu trong tuyệt vọng. Trước khi chạy phọt cót thì mụ không quên chửi tôi phát. Theo sau mụ là cả đám Sambi đói khát. Tôi thong thả huýt sáo và thầm nghĩ. Tiếp theo tới lượt thằng Loan Minh Béo. Nếu đại dịch Sambi bùng phát, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là người duy nhất không bị cắn? Tập trước, khi tôi đang trở về lớp học, mụ già và mấy khờ áo xanh tính cướp đồ ăn của tôi. Tôi lấy chiếc phóng lợn rồi dọa chúng sợ đái ra quần. Rồi tôi sử dụng ít đồ ăn để chúng tranh cướp nhau. Sau đó tôi ung dung bước. Đi gần đến lớp thì tôi đã thấy cửa sổ mở. Thằng Loan Béo đang quát bé yêu của tôi. Con danh, giờ đến lượt mày ra ngoài kiếm thức ăn. Chỉ đợi khóc lóc van xin, tôi là fan của Dung Cúc. Sao các bạn lại đối xử như vậy với tôi? Bạn đi trước tìm đường, nếu an toàn thì chúng tôi ra. Bạn sợ cái loạn gì? Bọn khốn hồ theo thằng béo ép buộc bé yêu của tôi. Rồi bọn chó súng vào đẩy ra. Nhưng hai tay ẻm giữ chặt cửa không buông. Thằng béo không ngừng ăn hiếp cô gái yếu đuối. Con danh mày phải sống vì tập thể chứ. Chỉ đợi hoảng sợ chỉ biết khóc như mưa. Tôi vội bước đến chào. Hello mấy cưng. Cả lũ thấy tôi thì sợ thọt dái. Ôi thần linh ơi, mày bị Sambi làm thịt rồi mà. Lũ loạn sốc ngang, không thể tin nổi. Tôi bị bọn ngu này rằng. Vì người tôi cứng nên bọn Sambi cắn và gãy hết răng. Mặc dù lý do hết sức vô lý, mà lũ loạn nghe xong vẫn thấy thuyết phục. Sau khi nghe xong, ánh mắt thằng béo liền va vào cái ba lô của tôi. Bạn yêu mang về nhiều đồ ăn nhỉ? Rồi nó như con ma đói tính vồ lấy ba lô. Nhưng tôi lùi lại và cười hạ hê nói, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn năn hối lỗi. Có rất ít đồ ăn nên cần xếp hàng. Mày nói cái éo gì vậy? Mau mang ba lô đầy, tao sắp chết đói đến nơi rồi. Thằng quê đời kia mau ném đồ ăn vào đây. Nghe lời thì tao còn cho mày vào, không thì có cái nịt. Tôi cười ấy khi nghe thằng danh đe dọa. Rồi tôi chạy vội đến ban công, ném mạnh ba lô xuống. Đồ ăn cứ thế rơi vào đầu bầy Sambi ở dưới. Bọn khốn thấy vậy thì ngất tại chỗ. Béo run lên vì đói nhưng vẫn cố chửi tôi. Mày bị điên rồi à? Mày cứ sủa to nữa lên, để xem lũ Sambi có đến hốt xác mày đi không. Này thì đòi đe dọa tao. Minh Béo xỉu ngang, rồi ngồi bẹt xuống đất vì đói khát. Thần đằng đẹp trai khoai to đừng giận nhé. Bạn là người hùng của chúng tôi, xin hãy mang đồ ăn về. Cũng được thôi Biểu à, nhưng Minh Béo phải quỳ xuống cầu xin tôi và tự tát vào mặt đến khi nào tôi cảm thấy hài lòng thì thôi. Thằng béo cay rái chửi đồng lên. Tôi kệ mẹ nó rồi quay đít đi. Cả lũ tha thiết sư tôi ở lại. Tôi nhìn vào lớp một lượt rồi nói, để lấy đồ ăn cần người phối hợp. Hãy để chị đỡ ra ngoài đi lấy đồ ăn với tôi. Thực chất đây chính là kế hoạch của tôi. Việc vứt bỏ đồ ăn cũng nằm trong tính toán, để có thể tìm lý do cho chị đỡ ra ngoài. Bọn chó thấy kêu này thơm, liền đùn đẩy chị đỡ ra ngoài ngay. Bé yêu của tôi vẫn hoảng sợ khi phải đối mặt với Sambi. Nhưng vì thấy tôi đẹp trai giống Dung Cúc, nên em vẫn bước ra. Trời đụ, bỗng thằng béo thông minh đột xuất. Nếu hai đứa mày chim chuột rồi bỏ trốn thì làm sao? Rồi nó ra lệnh cho đàn em tóm chị đỡ lại. Bọn tao đẹp trai chứ đâu có ngu. Mày tính cao chạy xa bay với người đẹp à? Được rồi, nếu chúng mày muốn thì tao chiều. Vậy tao sẽ chọn người may mắn đi cùng tao. Hay là chọn Minh Béo đê. Anh em mình xuống lấy đồ ăn nào. Thằng Loan Béo nghe vậy thì sợ đái ra máu. Rồi tôi lại chỉ bừa lấy một đứa. Nhưng bọn này kèo thơm thì húp chứ kèo thối chối liền. Không ai đi thì mình xung phong. Tôi chắc chắn sẽ mang đồ ăn về cho các bạn đớp. Lũ nhát gan này không dám ý kiến ý cầu gì nữa. Sau đó bé yêu nhảy ra ngoài. Mày mà không quay lại thì tao lên tóc tóc bốc phước ngay. Kể mẹ thằng ngu. Tôi và chị đời bước đi vội. Có vẻ em vẫn lo sợ khi gặp Sambi. Vì để lấy le với gái tôi liền đứng chào Sambi. Con Sambi biết tôi đi với ghệ nên vội rời đi. Chị đây hỏi sao nó không tấn công. Tôi nói với em rằng, khi gặp Sambi thì hãy hô to, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ngày tận thế Sambi đến, sẽ ra sao nếu tôi là người duy nhất miễn nhiễm với Sambi? Khi tôi còn nghĩ mình sẽ bị Sambi làm thịt, thì bọn chúng chỉ đớp tôi phát rồi bỏ đi. Rồi tôi cảm thấy, cơ thể tôi được thức tỉnh một nguồn sức mạnh nào đó. Tôi chỉ cần đá phát bay luôn mụ già độc ác ra xa 2 mét. Ngoài ra tôi còn có khả năng giao tiếp và chơi bóng rổ với Sambi. Bằng vẻ đẹp trai, tôi đã giải cứu được chị đỡ. Nhưng sau khi lấy được đồ ăn, em lại muốn mang về lớp cho lũ khốn đó. Nhìn thấy sự tốt bụng của em, tôi không thốt được lên lời. Rốt cuộc sau khi bị chúng đối xử tàn nhẫn, thì cô ấy vẫn tha thứ. Nhưng tôi không thể để em quay lại nơi địa ngục ấy. Vậy nên tôi đã nhặt chiếc ba lô và ném thẳng lên lớp. Đồ ăn vừa bay lên tới nơi, bọn loạn thấy vậy liền lao vào tranh nhau như chó điên. Chị đỡ nhìn tôi một cách sửng sốt. Trời đụ, bạn vừa cắn thuốc gì mà khỏe dữ dậy?
Tôi ngơ ngác rồi nói chắc là do sức mạnh tình yêu. Rồi tôi dắt vội em đi kiếm cái nhà nghỉ gần nhất. Thì từ đâu ra mấy cha zombie đến phá đám? Vì có quá nhiều zombie, nên tôi đã kiếm cho chị đợi một nơi an toàn để ở. Kiểm tra phòng xong tôi nói với em, bạn cứ yên tâm ở đây nhé. Mặc dù thiếu giường tình yêu, nhưng nơi này rất an toàn. Sau đó em khóc hết 2 lít nước mắt rồi xin lỗi tôi. Hóa ra lúc tôi bị lũ khốn chê là bê bê, thì cô ấy đã viết đơn tố cáo nhưng không có gì thay đổi cả. Em thấy có lỗi vì không thể giúp tôi hơn nữa. Còn tôi đã liều mang cứu em khỏi lũ loạn kia. Tôi ôm em và nói, không sao đâu, người đẹp muốn cảm ơn thì dùng tấm thân báo đáp cũng được mà. Sau khi bé yêu đã ổn hơn, tôi quyết định đến căng tin để lấy thêm đồ ăn. Nhưng tôi phát hiện ra zombie tập trung ngày càng nhiều. Chúng cứ hú lên những tiếng rất khó hiểu. Tôi nghĩ chắc chúng đang muốn xem video của Dung Cúc. Tôi vội bước tới để kiểm tra suy đoán của mình. Sau đó tôi hét lên, ai fan Dung Cúc giơ tay lên. Chỉ cần có thế, lũ zombie đã bu hết lại chỗ tôi. Đúng như tôi suy nghĩ, khi còn sống đám zombie này đều là fan Dung Cúc. Sau đó tôi đã gọi chúng rời đi để chi đỡ được an toàn. Vào căng tin, tôi gói vội một túi toàn đồ ăn ngon về cho người đẹp. Vừa đi tôi vừa nghĩ phòng chỉ có 2 người thì nên làm gì nhỉ? Bỗng có đứa danh con nào chiếu tia laser vào mặt tôi. Tôi quan sát thì thấy nó phát ra từ phòng giáo viên. Tôi nghĩ chắc là giáo viên nào đó đang phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng tôi rất ghét đám giáo viên tham lam ở trường này, nên tôi vội quay đít về phòng với bé yêu. Bỗng tôi cảm thấy giọng nói nghe rất ngứa đít. Hóa ra là cô giáo Thảo đang chửi cả tổ tông nhà tôi. Mụ già vẫn còn sống, mụ còn có thêm cả đồng bọn phía sau. Thằng chó mày muốn để tao chết đói à? Nhưng đâu có dễ thế cưng. Văn phòng này đầy đồ ăn, tao chỉ cần đợi hết đại dịch zombie này thì tao sẽ tống mày vào tù suốt đời. Mụ già đã khiến máu chó điên trong tôi nổi lên. Trong tôi bùng lên lửa hận thù. Giờ từ điển của tôi không còn 2 chữ từ bi nữa. Mụ già này chắc chắn phải chết. Nếu không khi hết zombie, kiểu gì mụ và lũ loạn minh béo sẽ lên kế hoạch trả thù tôi. Sau đó tôi mang đồ ăn về phòng và chúng tôi đã có bữa tối bên nhau. Sau khi nàng say giấc, tôi lẻn vào tòa nhà hành chính. Nhiều giáo viên và lãnh đạo ở đây đã biến thành zombie. Tôi hô Việt Nam vô địch. Thấy vậy lũ zombie liền đi theo tôi đến phòng giáo viên. Nhưng cửa đã đóng hết. May là tai tôi thính như chó vẫn nghe được. Cái thằng danh trời đánh đó, nó từng là học sinh rốt nát của tôi. Vậy mà giờ nó dám lên mặt với tôi. Tôi nghĩ nó có thể giao tiếp với zombie. Dù nhục nhã nhưng chúng ta vẫn phải nhờ nó kiếm đồ ăn. Cô giáo Thảo bình tĩnh đi. Lần sau đừng chửi như tát nước vào mặt nó. Hãy nói rằng cho nó được học sinh giỏi, để dụ nó lên đây cứu chúng ta. Sau khi tôi nghe lỏm được thì cũng rõ tình hình. Văn phòng đầy đồ ăn là do mụ già chèn gió thôi. Tôi thậm chí còn nghe đám này thảo luận, sau khi lợi dụng tôi xong sẽ đẩy tôi xuống từ tầng 619 để bịt miệng. Nhưng lũ này đâu biết thần đằng đẹp trai đã nghe hết. Đám giáo viên đầu các này xứng đáng đi bán muối. Sau đó tôi gõ cửa văn phòng. Ngày thứ tư hậu tận thế zombie, tôi phát hiện ra mình có khả năng điều khiển zombie. Đêm đó, tôi dẫn đám đệ zombie tới phòng giáo viên. Đúng lúc tôi nghe thấy kế hoạch độc ác của mụ già. Họ lừa mỗi năm cho tôi lên một lớp, để dụ tôi nói ra bí mật về zombie. Sau đó họ sẽ thủ tiêu tôi để bịt miệng. Nghe xong, tôi tức giận muốn vào hóa kiếp cho chúng. May thay tôi đã kiểm chế, tôi nghĩ ra cách hay hơn để xử lý chúng. Rồi tôi ra lệnh cho lũ zombie ẩn nấp. Sau đó tôi gõ cửa. Lũ giáo viên khốn nạn hú hồn chi mén. Một tên béo cẩn thận mở cửa sổ ra kiểm tra. Bất ngờ chưa bà già, nghe thấy giọng tôi. Mụ già hung hăng mở cửa, rồi kéo lê tôi vào trong. Mụ bóp cổ tôi và chửi, thằng ngu này mày vác xác tới đây à? Để tao hóa kiếp cho mày nhé. Mụ già không biết giờ tôi có sức mạnh ngang Simi, có thể dùng ngón tay bẻ gãy đồ long đao. Chỉ là tôi đang giả vờ yếu đuối. Sau đó tên béo sờ soạng tôi để tìm đồ ăn, nhưng không có nên hắn chửi tôi ăn hại. Tôi xin chúng thả tôi ra, để tôi đi lấy đồ ăn cho mà đớp. Nhưng lão hiệu trưởng báo đéo, mày phải cho bọn tao biết cách điều khiển zombie đã. Cả bọn nhìn tôi thèm thuồng, muốn biết bí mật. Tôi bảo chúng là tôi cũng muốn nói lắm, nhưng nói xong kiểu gì cũng bị chúng cho đăng xuất. Rồi tôi hét lên, thấy cô tính ra tay với em ư? Cả lũ đều sửng sốt và không biết bao biện thế nào. Còn ở bên kia phát hiện ra tôi biến mất. Chị đỡ lại báo đời khi lẹn ra ngoài. Mụ già cay giấy liên tục đập đầu tôi vào tường. Tay mày mà không nói thì tao cho nát đầu. Tôi nắm nhẹ lấy tay mụ già, rồi cạch phát, tay mụ gãy làm đôi. Mụ già gào lên như lợn bị chọc tiết. Thấy vậy hai tên béo cũng hổ báo, vác kế lao về phía tôi. Tôi hét lên fan Dung Cúc đâu rồi. Đám zombie lập tức từ ngoài lao vào, vô lấy cắn xé hai tên kia. Mụ già thấy zombie lại gần chỗ tôi thì vui như trúng số. Ha ha, kiểu gì mày cũng chết trước tao. Nhưng zombie chỉ cúi đầu chào, rồi lao vào cắn chết mụ già độc ác. Đến khi chết thì lũ mù vẫn méo hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng. Tôi mỉm cười, lấy điện thoại vừa ghi âm ra khỏi túi. Thân đằng đẹp trai đã có bằng chứng tự vệ trình đáng. Khi tôi đi tới cầu thang, thì tiếng la hét ngày càng yếu ớt, cả lũ chắc đã xanh cỏ. Đúng lúc này một cô giáo ở phòng phát thanh vẫy tôi lại. Em học sinh ơi, ở ngoài nguy hiểm lắm, mau vào đây. Tôi mỉm cười rồi từ chối. Sau
đó tôi quay về phòng, nhưng cô bảo Chi đời đã biến mất cùng rất nhiều đồ ăn. Tôi thấy lo cho cái lò hư hỏng. Chắc là lúc tôi đến phòng giáo viên, đã kéo theo nhiều Sambi nên em có cơ hội ra ngoài. Tôi đi tới cửa lớp thì nghe thấy tiếng ăn. Chi đời đã mang đồ ăn cho lũ khốn. Các bạn cứ ăn tự nhiên như ở nhà nhé. Tôi lấy ảnh Dung Cúc rồi đi ngay đây, bye bye. Làm gì mà vội vậy cô em? Mục đích chính của mày chỉ là quay lại lấy ảnh chứ gì? Mày định để bọn tao chết đói hả? Thằng Loan Bèo nói vậy khiến lũ khốn sững người. Bọn nó đang cảm động vì được ăn, lập tức lật mặt. Hãy bắt Chi đời lại làm con tin, rồi bắt thằng Bê Đê kia mang đồ ăn đến. Minh Bèo cướp lấy bức ảnh Dung Cúc. Chi đời muốn giành lại nhưng bị một đá ngã lăn ra. Thấy nữ thần của mình bị đánh, tôi vội đá bay cửa, lao nhanh đến tóm cổ thằng béo. Cô gái của tao ai cho phép mày động vào? Lũ kia thấy vậy sợ đái ra quần, vội lùi lại cách xa 3 mét. Chi đưa lấy lại bức ảnh của thần tượng. Rồi lúc sau tôi khóc lóc và xin lỗi vì đã quả báo. Em về nắm nghiêng rào nước tí anh phạt sau. Rồi tôi quay sang nói với lũ loàn kia. Trước giờ chúng mày chê tao bê đời à? Chê tao giống Trần Đức Bo mèo méo mèo à? Giờ tao nói cho mà biết, sống ngoài đời đừng bao giờ khinh thường người khác. Mày rõ chưa hả thằng khốn này? Khi tận thế, Sambi không đáng sợ bằng lòng người. Lũ khốn đã đẩy tôi ra ngoài để kiếm đồ ăn, khiến tôi bị bầy Sambi tấn công. Nhưng tôi đã không bị biến đổi, thậm chí giờ tôi có sức mạnh không thể cản phá. Khi biết bạn gái bị lũ chó bắt làm con tin, tôi đã tập hợp 500 anh em Sambi đi cứu người đây. Lũ bắt nạt sợ vãi ra quần. Khi chứng kiến sức mạnh của tôi, lũ hèn này, chúng mày đi sợ một thằng BD à? Bọn mày cứ lao lên đánh hội đồng nó cho tao. Nghe thằng béo xúi dại, cả lũ lao lên tính xanh chín với tôi. Khi tôi định gọi mấy thằng đệ Sambi vào hốt xác lũ ngu, thì Đĩ Biểu đã ngăn chúng lại. Chúng mày ăn cướp gì mà ngu dữ vậy? Giờ theo thần đảng mới được xem Dung Cúc review, chứ theo thằng béo thì nó hành hạ cho như con. Sớm hay muộn béo nó cũng bắt chúng ta đi kiếm đồ ăn. Tao thông não cho vậy rồi còn éo hiểu nữa thì chịu. Sau khi nghe ca ve kể chuyện thì cả lũ cũng tỉnh ngộ. Bọn nó bỏ vũ khí xuống rồi cúi đầu nhận tôi làm đại ca. Rồi Đĩ Biểu tỏ vẻ đáng yêu đến nối lại tình xưa với tôi. Trước đây em thấy anh nghèo là giống Trần Đức Bo, nhưng giờ anh manly quá đê. Anh đẹp trai làm ơn cứu bọn em đi mà. Tôi quay mặt đi không muốn tiếp chuyện, nhưng Chi Đới vội kéo tay tôi. Cô ấy nói thầm với tôi hãy giúp lũ loàn kia, rồi tối về em sẽ cho tôi cày Dung Cúc review cả đêm. Tôi thở dài quay lại nói, trừ thằng Loan Minh béo ra, ta có thể dẫn bọn mày đến một nơi an toàn có nhiều đồ ăn, nhưng điều kiện là phải nghiêm túc nghe lệnh tao. Và phải gọi tao là thần đằng đẹp trai, nếu không thì ở lại mà chơi với thằng béo. Lũ khốn hớn hở vội gật đầu ngay. Thần đằng à, mẹ cho anh ăn cái cướp gì mà khiến anh đẹp trai như dai hàn sẻng dày. Sau đó tôi dắt lũ ăn hại theo phía sau. Sambi ngửi thấy mùi hôi nách của bọn chúng vội chạy tới, cả đám sợ quá gào thét. Trời đủ, anh dai dẫn bọn em đi trước, em gái bình tóm đi cứ để anh ra tay. Sau đó tôi tiến đến chỗ con Sambi rồi thì thầm nhờ nó giúp một việc, và tôi hứa sẽ giới thiệu cho nó một em hát gân trắng mút. Lũ loàn sốc ngang tại chỗ khi thấy tôi kề vai nói chuyện với Sambi. Bọn nó vẫn chưa tin những gì đang thấy, sao Sambi lại nghe lời thằng bê đê được. Ngay sau đó lũ Sambi đi ngang qua chúng tôi rồi tiến về phía lớp học. Hay quá, giờ có bảo kê rồi khỏi sợ lũ loàn. Mình phải lên làm thân với thần đằng mới được. Thằng loàn béo thả tao ra, tao đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu. Mày từng hứa anh em sống chết có nhau mà, giờ để tao giúp mày thực hiện lời hứa nhé. Hai thằng ngu vật lộn với nhau, giờ cả hai bị đám Sambi lao vào xin ít tiết canh. Sau đó tôi đưa cả lớp đi lấy đồ ở căng tin. Bọn này vơ vét không còn cái nịt gì luôn. Tôi nhớ đến cô giáo tốt bụng ở phòng phát thanh, vội mang đồ ăn thức uống tiếp tế cho cô ấy. Sau khi chào cô giáo, tôi quay đít rời đi. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, sao mà có cảm giác cô giáo này rất thân thuộc với tôi. Hello chim sẻ gọi đại bàng. Giáo sư, tiến độ kiểm tra thích nghi giấc mơ đã đạt mọi thứ gần như sẵn sàng để có thể đánh thức vật chủ bất cứ lúc nào. Mặc dù vật chủ rốt toán vờ lờ, nhưng cậu ta có thể xử lý các tình huống rất nhanh. Cậu ấy chính là hy vọng cuối cùng của đất nước này. Rời khỏi phòng phát thanh, tôi vội bước ra ngoài cổng trường rồi hét lên: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Những con Sambi dù cơ thể đã chết nhưng tình yêu nước vẫn nằm sâu trong tiềm thức. Khi nghe thấy tiếng gọi, họ tiến về từ mọi hướng. Lúc sau tất cả Sambi đã tập trung ngoài cổng. Họ ở đây để ủng hộ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Mấy đứa học sinh lớp tôi tranh thủ đóng cổng lại. Bằng cách này trường học sẽ được an toàn. Tất cả dù là Sambi hay học sinh đều đang reo hò ủng hộ Việt Nam. Nhưng bỗng tôi không thể nghe thấy gì nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã bị điếc ư? Khi tôi quay sang nhìn các bạn cùng lớp thì tất cả họ đã biến mất không dấu vết. Toàn bộ trường học cũng đang dần biến mất, không thứ gì còn sót lại. Đầu óc tôi quay cuồng và những ký ức đang xáo trộn. Bỗng một giọng nói vang lên bên tai tôi: Chưa đến đít rồi vẫn còn ngủ đứa à? Dậy đi ông cháu ơi. Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi đang nằm trên giường bệnh với đầy máy móc bên cạnh. Xin chúc mừng thần đằng, cậu đã vượt qua mọi thử thách để sống sót. Của ông là ai dậy? Cứ gọi tôi là giáo sư cũng được. Ký ức của cậu sẽ dần hồi phục thôi, nhưng do không còn nhiều thời gian nên để tôi kể hết tình hình cho cậu. Thế giới chúng ta đang sống đang bị người ngoài hành tinh xâm chiếm. Vì họ đã xem trò chơi con mực quá 180 nên người ngoài hành tinh sẽ bắt người từ mỗi quốc gia. Những người này sẽ tham gia một trò chơi sinh tử, họ sẽ đại diện cho quốc gia tương ứng của họ. Người ngoài hành tinh live stream tóc cho mọi người xem. Nếu người chơi nào thua cuộc thì đất nước của anh ta sẽ bị đăng xuất khỏi trái đất. Và ở đất nước Đông Lào của chúng ta, cậu là người chơi được lựa chọn.
Sau 3 phút nữa cậu sẽ được di chuyển đến đấu trường. Số phận của đất nước Đông Lào đang trong tay cậu. Bài đánh giá giấc mơ vừa rồi có thể giúp cậu thích nghi tốt hơn với trò chơi. Còn đây là nhóm chiến lược hỗ trợ cậu. Ông già chơi ác với tôi quá vậy. Tôi đã liều mạng cứu gái xinh, vậy mà không cho tôi sờ mũi phát đã đánh thức tôi rồi. Mặc dù tiếc nuối lắm nhưng thôi dù sao tôi cũng phải dậy. Vì tôi là người con của Đông Lào, không thể vì gái mà bỏ rơi đồng bào của mình. Vì đất nước, vì gia đình, vì người con gái tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Chàng trai dũng cảm mà, cả đất nước chúc cậu may mắn. Tôi chưa ngồi ấm đít thì đã bị hút vào một chiều không gian khác. Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, giọng nói của Trần Đức Bò vang lên. Hello cưng mèo mèo mèo. Chào mừng đến trò chơi. Hãy cẩn thận vì số phận của đất nước phụ thuộc vào cưng. Các bồ thấy hay thì like và subscribe cho Cúc Nhạc. Yêu các bồ nhiều.